Chào các bạn, hiện nay thì hầu như ai trong chúng ta cũng đều sở hữu cho mình một chiếc smartphone. Và cái điểm yếu lớn nhất của một cái smartphone chính là viên pin. Và việc chọn mua cái pin dự phòng phục vụ cho smartphone đấy cũng là điều bình thường. Và thị trường hiện nay thì sản phẩm gì đang được ưa chuộng nhất? Đó chính là cái sản phẩm đến từ hãng Xiaomi. Và mình có thể khẳng định luôn với các bạn, pin dự phòng thương hiệu Xiaomi hiện nay đang là sản phẩm bán chạy nhất thị trường, khẳng định 100% luôn. Nhưng mà chính vì nó là sản phẩm mà đang bán chạy nhất thị trường ấy, nên hàng nhái cực kỳ nhiều vô kể luôn. Và điểm nhập nhèm giữa hàng nhái và hàng xịn ấy chính là tất cả những cái viên pin dự phòng của Xiaomi trước đây đều nhập theo đường sách tay, và cái nơi đổ buôn ấy thì họ nhập nhằng giữa hàng nhái và hàng xịn. Chứ còn thực tế thì với cái độ chênh lệch của hàng nhái với hàng xịn ấy thì người dân chúng ta hoàn toàn có thể mua được, chứ không phải là biết nó là hàng nhái nhưng mà vẫn mua, đúng không? Hàng nhái thì cực kỳ nguy hiểm luôn, nó có thể làm cho các bạn hỏng chiếc điện thoại, thậm chí là nổ luôn chứ không phải là hỏng đâu. Các bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng những cái thông tin về những thiết bị sạc gây nổ cho thiết bị di động. Mà mới đây thì Xiaomi đã có nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, đấy là DigiWorld. Và đương nhiên để mà đảm bảo an toàn nhất cho việc mua đúng hàng chính hãng ấy, thì các bạn nên chọn những cái sản phẩm pin dự phòng đến từ DigiWorld. Và giá của những viên pin dự phòng đến từ DigiWorld nó chỉ chênh lệch một chút thôi so với những cái hàng xịn sách tay. Còn nếu mà so với hàng nhái ấy, thì mình không nói, nhưng mà thậm chí là cả hàng nhái đi, nó cũng chỉ chênh cỡ khoảng 100.000 là cùng thôi. Chúng ta không thiếu 100.000 để mua được một cái sản phẩm pin dự phòng chính hãng an toàn hơn rất nhiều cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt giữa những cái viên pin dự phòng chính hãng đến từ Xiaomi và hàng sách tay. Nhớ nhá, mình chỉ là hàng sách tay thôi chứ không phải là phân biệt hàng nhái. Hàng nhái thì tôi nói tóm lại là các bạn cứ chọn hàng công ty cho tôi. Đó, hàng công ty, ở quê tôi gọi là hàng công ty ấy, nghĩa là hàng mà chính hãng được phân phối nhập khẩu ủy quyền của hãng ấy tại ở thị trường mình này. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây là hai cái sản phẩm pin dự phòng. Ở bên trái mình là hàng sách tay, hàng xịn nhá. Còn bên phải mình, đây là hàng đến từ DigiWorld. Và các bạn thấy không, nó không có gì khác nhau đâu. Ngoài cái màu sắc, một cái màu bạc, cái màu đen ấy, thì không có gì khác nhau nếu chúng ta nhìn ở cái góc này. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, không có gì là khác nhau cả. Đó. Và bây giờ mình sẽ lật mặt sau. Ở mặt vỏ mặt sau thì các bạn sẽ thấy đây, cái hàng của DigiWorld, đây là hàng DigiWorld, sẽ có tem nhãn phụ đầy đủ luôn. Tem nhãn phụ thông tin và tem bạc, tem chống giả của Xiaomi. Tất nhiên với các cái sản phẩm đến từ Xiaomi mà hàng sách tay ấy cũng có tem chống giả, nhưng mà không có tem nhãn phụ của DigiWorld. Và đương nhiên cái tem nhãn phụ này thì in không khó. Nếu như chỉ có tem nhãn phụ ấy thì in rất là nhanh, nhưng mà chúng ta sẽ còn một cái tem bạc ở đây. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đây là cái tem bạc của DigiWorld. Cái này không làm nhái được đâu, cực kỳ khó làm nhái luôn. Đấy là về phía bề ngoài chúng ta có thể phân biệt được một cái hàng chính hãng của DigiWorld, gọi là hàng công ty nhá. Quê mình gọi là hàng công ty và mình cũng sẽ gọi là hàng công ty. Còn đây là hàng sách tay. Và chúng ta sẽ đi đến bên trong. Ở phía bên trong thì ở mặt trước như các bạn nhìn thấy cũng không có gì khác biệt. Đó, không có một chút xíu nào khác biệt hết. Vẫn như nhau thôi. Nhưng ở phía mặt sau, đây, ở phía mặt sau chúng ta tiếp tục lại có một cái tem chống giả. Đây mình nhìn cho các bạn nhìn kỹ nhá. Lại có một cái tem bạc chống giả của DigiWorld. Nghĩa là các bạn mua hàng DigiWorld ấy thì sẽ có một cái tem bạc ở đây. Tem bạc ở ngoài vỏ, tem nhãn phụ của DigiWorld. Như vậy thì đầy đủ những yếu tố đấy các bạn sẽ là hàng chính hãng, hàng công ty. Và khi mua hàng này rồi ấy, thì đảm bảo 100% sẽ không dính phải hàng nhái, hàng giả mạo Xiaomi đang bán tràn lan trên thị trường. Và tất nhiên thì cái sản phẩm này thì vẫn là sản phẩm xịn thôi. Nhưng mà nếu như mà mình mà kiến thức không chắc chắn ấy, mà mình đi ra ngoài mua ấy, thì rất dễ bị những cái nhà buôn người ta lừa bán cho cái hàng nhái ra. Giá thì rẻ hơn một chút xíu thôi nhưng mà lại phải hàng nhái thì rất là nguy hiểm cho chiếc điện thoại của các bạn. Và theo mình, các bạn nên chọn mua cái sản phẩm pin dự phòng chính hãng, hàng công ty. Nó chỉ chênh lệch so với cái hàng sách tay một chút xíu thôi, 20-30 nghìn không đáng là bao nhiêu cả. Các bạn sẽ mua sản phẩm đấy thì không phải lo phân biệt hàng nhái hàng giả này, rồi an toàn hơn rất nhiều cho chiếc điện thoại của chúng ta. Và ý kiến của các bạn về cái sản phẩm pin dự phòng này như thế nào thì mời comment ở dưới nhé. Và thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share
và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.